Phản Ngựa Hoàng anh Tiến xin được gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị ạ. Đấy thì ngày hôm nay thì em Hồng xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý khách hàng nhá. Đấy là một sản phẩm vừa mới hoàn thiện xong và đưa vào showroom trưng bày tại cơ sở 2 của Phản Ngựa Hoàng anh Tiến ạ. Đây. Đây là cơ sở 2 này. Nơi trưng bày tất cả các sản phẩm của bên công ty chúng em này. Đấy. Thì nhân vật chính của video ngày hôm nay đấy là một bộ chiếu ngựa hàng 2 tấm 1 chiếu bằng gỗ cẩm hồng. Hàng mới vừa được hoàn thiện xong, các bác thợ vừa mới hoàn thiện xong và đưa vào showroom trưng bày này. Đấy. Nên là em muốn quay một video để gửi tới quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube cũng như Facebook Cầu Sông Tàu và Zalo Tiến Hoàng Anh ở bên công ty em, có thể nhận biết và có thể nhìn thấy được là những cái siêu phẩm mà hàng ngày hàng giờ bên công ty vẫn làm việc và vẫn sản xuất bình thường để phục vụ quý khách hàng thân yêu đấy ạ. Đấy. Hàng bên công ty ngày nào cũng sản xuất nhá. Có đầy đủ tất cả các kích cỡ cho quý khách hàng đấy ạ. Đây. Đây là một bộ cẩm hồng này. Quý anh chị nhìn trông nó thế nào ạ? Không còn từ ngữ nào để mà mô tả về cái bộ chiếu này nữa rồi. Nếu mà trên thang điểm 10 thì nó phải trên cả điểm 10 luôn. Quý anh chị nhìn thấy nhá. Chun vân veo này, chun sán sóng nước này, chun nu này, khắp cả bề mặt luôn này. Đấy. Quý anh chị nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy rõ không ạ? Vì ở đầu cái tấm ngựa này nhá, là một tấm hàng cật, hàng bắc bìa này, đã được dọc vuông và được xẻ ra từ được cây có đường kính 1m9 đấy ạ. Được xẻ ra từ cây có đường kính 1m9 nhá. Đấy, quý anh chị có đang theo dõi video thì có thể nhìn thấy rõ. Vì em Hồng quay rất là chi tiết, quay rất là chi tiết này, tất cả các góc cạnh luôn này. Đấy. Thì sau đây em sẽ đi một vòng để cho quý anh chị có thể chiêm ngưỡng được tất cả các vẻ đẹp của bộ chiếu này nhá. Đây. Đây là ở bên hông cạnh sườn này. Bên hông cạnh sườn thì chun xoắn sóng nước cũng rất là đều này, cũng rất là nhiều này, khắp sườn luôn này. Đấy. Và một cái đặc biệt hơn đấy là bên công ty đã khoan trước lông hai đầu cho quý khách hàng rồi. Nên là trong quá trình sử dụng thì quý khách hàng cứ yên tâm là sẽ khoan trước lông, nó sẽ chống được cong vênh cho quý khách hàng đấy ạ. Đây. Hàng đã được khoan trước lông mỗi đầu 2 mũi. Một bộ chiếu ngựa là quá là long lanh luôn nhá. Hàng nóng vừa mới được đưa lên showroom trưng bày đấy ạ. Hàng đang nóng sốt đây các bác. Phải gọi là VIP bìm bìm luôn. Nhà bác nào mà không mua bộ chiếu này về trải nghiệm thì cực kỳ là tiếc luôn đấy ạ. Đây một bộ chiếu ngựa này. Trông rất bóng bẩy phải không? Tại vì là ở bên công ty có sử dụng phun bóng 4K nhá. Bên công ty sử dụng phun bóng 4K này. Phun bóng 2 lần cho quý khách hàng đấy ạ. Trông rất là bóng bẩy luôn. Và nó bên em chỉ phun bóng thôi, chứ còn nó vẫn giữ nguyên được cái bản chất của gỗ. Có thể giữ nguyên được bản chất của gỗ nhá. Rất là tự nhiên luôn này. Màu gỗ rất là tự nhiên này. Cái quan trọng nhất là thông số và kích thước của bộ chiếu này thì em đã xin đọc cho quý anh chị đang theo dõi video có thể biết được kích thước của bộ chiếu này ạ. Có chiều dài là 3m48 và chiều rộng là 2m và độ dày chính xác là 20cm đấy ạ. 20cm nhá. Đây em quay sát lại này, hai đầu này. Đây hai đầu của bộ chiếu này. Không hề ôm tim ôm tâm luôn mà hàng đã được dọc vuông hết giác rồi. Quý anh chị có nhìn ở trên bề mặt đây là biết rồi. Nhìn là chun xoắn sóng nước ở cái chun nu sự khắp bề mặt, ngay cả rìa thì chun rất là đều khắp bề mặt luôn. Thế này ở trên thị trường thì gỗ cẩm hồng thì rất là đang ưa chuộng. Dân tiêu dùng đang săn lùng với loại gỗ này rất là nhiều. Vì thứ nhất là chun nu nó rất là đẹp. Thứ hai là giá trị của nó thì rất là mềm. Giá thị trường của loại gỗ này thì giá dân tiêu dùng có thể sử dụng được vì giá nó rất là hợp lý cho khách tiêu dùng luôn nhá. Thế vậy nên những ai có nhu cầu chiếu phản hoặc là có thể là bên công ty Hoàng Anh Tiến có thể nhận đặt hàng theo yêu cầu là thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái sản phẩm trưng bày trong showroom này thì đang trong chương trình tri ân thì bên em vẫn cứ giảm giá cho quý khách hàng. Đấy, nên là quý khách hàng nhanh tay liên hệ đến gỗ
Đỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em thẩm định được chính xác có phải video em quay này là hàng thực tế không. Đấy, quý khách có thể đến tại công ty theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1, thôn Nhị Hà, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cơ sở 2, đường Tránh, thành phố Cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.